là số 2 hoặc là số 4. Cái quãng đường giao thông nào thì cũng có một cái gương mặt lạnh và bình tĩnh. Bọn em sẽ quyết định chọn anh số 2 ạ. Em vẫn tin vào Nhi nói à? Đây là trợ lý chương trình mà, anh mình phải tin trợ lý chứ. Ừ, tốt. Đang đến với vòng thứ hai của chương trình Giác quan thứ 6 có tên gọi Cảm quan. Vẫn như vậy, hai người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước khi chọn nghề nghiệp. Bọn em lần này sẽ chọn số 5 ạ. Số 5. Nghề nghiệp tương ứng. Y học cổ truyền. Wow. Các em biết gì về y học cổ truyền? Y học thì ai cũng biết rồi. Cổ truyền thì gần như là những cái mà em thấy rằng là từ trước đây ông cha ta để lại. Ví dụ như là những cái thuật như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Theo em hiểu là y học cổ truyền thì không nhất thiết là phải là người lớn tuổi thì mới có thể làm được, mà vẫn có thể là các bạn trẻ cũng vẫn có thể làm được. Nhưng mà cái này khó nha. Nếu như các em cảm thấy khó quá thì hãy để trợ lý của anh phân tích. Mình còn một cái quyền tiếp cận nữa đó, có thể lên nhìn tay tay mà ai mà đen đen đó. Đúng rồi. Mà mấy đầu ngón tay mà đen đen đó là hay là bốc thuốc đó. Ok, thế thì bọn em sẽ chọn phương án là sẽ dùng quyền. Vâng, tiếp cận. Dùng quyền tiếp cận ạ. 15 giây bắt đầu. Nhà anh nhìn ra là ở trong dàn thiên thần này thì anh số 2 là đang hợp lý nhất. Anh thì lại nghĩ là ở cái chị số 3. Tại vì là chị có đeo một cái chuỗi hạt. Thêm thường thường những người cổ truyền người hay đeo cái đó. Không, mấy người mà bán dòng phong thủy mới đeo. Lúc em nhìn tay anh số 2 thì em thấy là bàn tay của anh ấy rất là dày. Và tay cũng hơi chai sạn mà đúng như là Nhi nói. Em vẫn tin vào Nhi nói à? Đây là trợ lý chương trình mà anh, mình phải tin trợ lý chứ. Ừ, tốt. Như là lúc vòng 1 thì Nhi cũng gợi ý là đấy, y tá là phải tóc kiểu ngắn ngắn. Đấy. Em rất là tin ạ. Tốt. Đấy. Như vậy là trợ lý của anh đã làm được đúng phận sự của mình rồi đấy. Nhưng mà hình như là chồng em thì đang nghiêng về chị số 3. Chắc là khả năng là sẽ chọn anh số 2 đi, tại vì thật ra là anh số 2 cũng là hợp lý nhất ở đây. Vâng, bọn em sẽ quyết định chọn anh số 2 ạ. Em chọn số mấy, trợ lý? Em sẽ chọn bé số 5. Số 5. Vậy thì các bạn sẽ chốt phương án đó là số? Số 2 ạ. Số 2 ạ. Hy vọng là anh ấy sẽ mang lại may mắn cho bọn em. Nào, hãy cùng xem kết quả. Thật em lại đoán sai mất rồi. Không chính xác. Em chọn số 5 đúng không? Dạ đúng. Biết đâu đấy hôm nay trợ lý của tôi lại là người may mắn không. Ai sẽ làm công việc y học cổ truyền? Xin mời. Số 3 rồi. Số 3. Sorry. Số 3. Lúc đầu bạn có phân vân với số 3 không? Có. Có phân vân. Phân vân số 2, số 3 đấy ạ. Và cuối cùng là chọn số 2. Vậy thì hãy cùng xem cái việc sai này sẽ mang của các bạn đi bao nhiêu tiền chứ? Xin mời. 1 triệu, rất may mắn. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với thiên thần số 3 của chúng tôi. Xin mời. Xin chào chị, xin mời chị giới thiệu thêm về mình. Lời đầu tiên thì em xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Em tưởng ca sĩ không đó. Dạ, em tên là Kim Ngân. Hiện tại thì em đang làm tại phòng khám từ thiện Đông Y bên quận 6, chuyên về chữa bệnh cơ xương khớp như là đau đầu mất ngủ, đau cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa, tai biến. Em đã làm công việc này bao lâu rồi? Em học từ năm 2012 và sau khi tốt nghiệp em làm tới bây giờ. Em có thể nói cái sự khác biệt của Đông Y và Tây Y được không? Mỗi bệnh sẽ có một phương pháp chữa khác nhau. Bây giờ em đứng ở vai trò đây, em không so sánh giữa Đông Y và Tây Y, nhưng em chỉ đưa ra một kết luận chung là thí dụ như mình bệnh về những bệnh cấp hoặc là những bệnh liên quan tới mổ xẻ
thì mình sẽ vào Tây y để mà chữa những cái cấp. Còn Đông y là chữa từ cái gốc, từ cái sâu bên trong. Tại chủ yếu Đông y bệnh là do khí huyết mình không lưu thông, bị ứ trệ, bị tắc nghẽn. Thì chủ yếu những thuốc của Đông y và những cách chữa trị của Đông y như là châm cứu bấm huyệt sẽ tác động khí huyết lưu thông, sẽ làm cho khí huyết lưu thông thì cơ thể mình sẽ hết bệnh. Và ví dụ nhé, anh lấy ví dụ, nếu anh hay làm việc ở trường quay, anh phải đứng như này, anh đau lưng. Thế thì nếu mà Tây y thì sẽ uống thuốc để giảm đau. Dạ. Yeah. Thế còn nếu như mà Đông y thì có cách nào để làm cho cái việc hay đứng này nó không phải uống thuốc mà nó vẫn đỡ mỏi không em? Thí dụ Tây y mình uống thuốc chỉ là giảm lúc đó, nhưng khi hết thuốc mình sẽ bị đau lại. Đúng. Còn rồi. Nếu như Đông y là mình sẽ có những loại thuốc để mà khí huyết, hành khí hoạt huyết. Còn kết hợp với uống thuốc thì mình phải châm cứu bấm huyệt để cho mà lưu thông khí huyết. Ví dụ em cũng sẽ có những bài tập, nếu như bệnh nhân tới phòng khám em sẽ kết hợp những bài tập để mà bệnh nhân tự tập ở nhà. Chính bản thân bệnh nhân sẽ là vị thầy thuốc của họ, mà mỗi chúng ta, mỗi con người đây đều có thể là một người thầy thuốc nếu như chúng ta tự bản thân mình có thể tập luyện ở nhà. Người ta gọi đó là khí công y đạo. Em có thể dạy anh một chút được không? Bởi vì nghề của anh là rất hay bị đau cái thắt lưng này vì đứng nhiều. Dạ. Dĩ nhiên là em có thể dạy, nhưng em cần một cái giường á, cái ghế, ghế cũng được. Thưa quý vị, vào lúc này trên sân khấu của chúng tôi đã có một chiếc ghế và đã có bệnh nhân đầu tiên đến để trải nghiệm cái cách chữa bệnh đau mỏi thắt lưng. Xin hỏi là chị đã có phiếu khám chưa? Rồi, hồi nãy em đã bốc số 2 rồi. Số thứ tự ạ? Số mấy ạ? Số 2. Ô, chị ơi, của em số 1 ạ. Rồi, đi ra. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Nhưng mà nhớ số 1 xong phải tới số 2 chứ đừng có. Và cảm ơn chị, mời chị đi về nha. Rồi, được rồi. Quan trọng là phòng khám, còn thời gian thì khám thế nào chả được. Vâng, mời bạn ạ, hãy hướng dẫn giúp tôi cũng như là các quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Sau đây mình xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những bài tập cơ bản ở nhà để mình có thể tự tập điều trị đau cổ vai gáy, đau lưng. Động tác thứ nhất đối với cổ vai gáy là động tác gập đầu. Chúng ta sẽ gập đầu tối đa, giữ lại 3-5 giây. Xong chúng ta thả về vị trí cũ. Động tác thứ hai, ngửa cổ, ngửa tối đa, giữ lại 3-5 giây, quay về vị trí cũ. Động tác thứ ba, một tay giữ vai, một tay giữ đầu. Rồi, hai tay này chúng ta sẽ kéo đối kháng, giãn ra, giữ 3-5 giây. Yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng. Em phải công nhận một điều nha. Là vì an toàn của tóc bệnh nhân, bệnh nhân xin nghỉ cho bệnh nhân số 2 vào. Này, kinh tính khi chị này chị chữa bệnh, trông chị khác hẳn đến cái con người kiểu xin chào toàn thể quý vị khán giả nọ kia. Nghiêm nghị hơn. Nghiêm nghị mà rất là chuẩn chỉ á. Xin quý bệnh nhân vui lòng yên lặng. Dạ, sắp xếp theo số thứ tự. Chắc phòng khám đông lắm á. Dạ, phòng khám một ngày gần 100 bệnh. Ồ. Dạ, tại bên em là phòng khám từ thiện cho nên rất là nhiều bệnh nhân khó khăn đến để chữa trị. Dạ. Rồi. Đây là động tác thứ ba. Một tay để vai, một tay chúng ta để lên đầu. Thực ra mấy cái động tác này á, nó gần giống như là những cái động tác yoga mà em hay tập ở nhà đó. Dạ, đây cũng là một phần của yoga, nhưng mà chúng ta vừa tập kết hợp với hít thở. Động tác thứ tư, đối ngược lại. Rồi, thả ra. Động tác thứ năm, chúng ta sẽ xoay cổ. Xoay chứ. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại. Giống khởi động. Chừng nào mình bắt đầu mới vô bấm huyệt vậy? Chắc có lẽ là về cái bấm huyệt thì xin mời anh chị hoặc là quý vị các bạn hãy tới phòng khám của em để em có thể bấm huyệt được kỹ hơn. Chứ nơi đây thì có lẽ là nó hơi bị khó cho về phía trang phục cũng như của các anh chị. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Và em đang làm việc tại một cái phòng khám từ thiện như vậy, anh nghĩ rằng là cũng rất là đáng quý. Mong là trong cuộc sống sẽ có nhiều người có cái tấm lòng hảo tâm như em, cũng như để chia sẻ cái công sức của mình giúp ích cho mọi người. Nhưng anh muốn hỏi rằng là em làm ở phòng khám từ thiện như vậy thì đảm bảo cho cuộc sống của em không? Ban ngày là em làm bên phòng khám từ thiện với chồng của em, hai vợ chồng em là cùng là từ thiện. Còn ban đêm là tụi em về, tụi em mở một cái spa mini thôi, chuyên về chăm sóc da mặt bằng thảo dược. Là chủ yếu kinh tế chính của em là ban đêm. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc cho vợ chồng em sẽ làm ăn phát đạt. Yeah. Với cái cơ sở nhỏ nhỏ đó. Và chúc cho em sẽ giữ được sức khỏe để có thể giúp đỡ và cứu giúp được cho nhiều người bệnh. Cảm ơn em nhé. Vợ chồng em là những người rất là tuyệt vời.